Hóa ra đây là lý do khiến Đặng Luân si mê vợ sắp cưới. Mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền tin đồn về nhân cách của người mà Đặng Luân chọn làm ý trung nhân. Trước khi bị phong sát vào tháng 3 năm 2022 với scandal trốn thuế, Đặng Luân vốn là nam diễn viên được săn đón nhất nhì showbiz. Với 22 dự án phim ảnh lớn nhỏ kể từ khi tham gia diễn xuất, sự bay màu khỏi làng giải trí của Đặng Luân đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Cách đây vài ngày, cư dân mạng xôn xao trước tin đồn Đặng Luân sẽ cưới vợ ngoài ngành giải trí. Sáng nay, trên Weibo lại lan truyền một bài đăng khác của blogger tiết lộ lý do khiến Đặng Luân phải lòng vợ sắp cưới. Theo đó, nguồn tin cho biết bạn gái của Đặng Luân là một người vô cùng xinh đẹp và hiểu chuyện. Cô đã sát cánh cùng Đặng Luân trong những lúc anh gặp khó khăn nhất nên tình cảm của hai người được cho là vô cùng sâu đậm. Ngay dưới bài đăng, khán giả tiếp thêm lời của blogger rằng thời điểm khó khăn trong đời Đặng Luân chắc chắn có liên quan đến lùm xùm trốn thuế của anh. Được biết, kể từ khi tin đồn kết hôn râm ran trên mạng xã hội đến nay, phía Đặng Luân chưa hề lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin trên. Ở các diễn đàn, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận về bài đăng của blogger. Đa phần công chúng đều cảm thấy hạnh phúc thay Đặng Luân và cho rằng anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Ngoài ra, nhiều khán giả vẫn cảm thấy tiếc cho sự vắng mặt của anh khỏi showbiz vì scandal trong quá khứ. Họ kỳ vọng nam diễn viên sẽ sớm quay lại với nghiệp diễn để tiếp tục mang đến cho công chúng những vai diễn chất lượng. Một số bình luận của khán giả: vậy thì mừng cho anh, hôm trước tôi vừa tự hỏi người con gái xuất sắc thế nào sẽ lọt vào mắt xanh của Đặng Luân. Ước gì Đặng Luân kết hôn xong rồi quay lại đóng phim. Nếu thật thì cũng cảm ơn cô ấy vì đã bên cạnh anh lúc khó khăn. Làm ơn trả Đặng Luân với Phạm Băng Băng lại cho chúng tôi. Đặng Luân là diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc. Trước khi bị phong sát vì bê bối trốn thuế, anh từng góp mặt trong hơn 22 dự án phim ảnh lớn nhỏ. Một số bộ phim tiêu biểu của nam diễn viên có thể kể đến như Không Phải Hoa, Chẳng Phải Xương, Sở Kiều Chuyện, Gương Mật Tựa Khói Xương, Lê Hấp Đường Phèn.